theo cái máy nặng nề quá. Giờ không biết có máy nào về. Chị thử cho em coi nha. Chị thử được, em mua về cho em coi nha. Mấy nay trời mưa gió bão bùng quá trời, leo lên mấy cây dừa nè, rồi phải xách ba cái máy nặng nề lên cực khó quá. Giờ chỉ có tư máy nào mà tư vấn giúp em vài cái máy cho ba em về ống tỉa cho gọn không? Trời ơi, giờ mấy cái máy cưa pin nó theo rất là nhiều luôn. Đi qua đây chị tư vấn cho em mấy cái mẫu máy. Đâu, chị tư vấn em à. Nếu mà cho em muốn cưa mấy cái cây cảnh đó, mấy cái cây kiển đó, thì lấy cái loại cưa này nè. Giá của nó thì khoảng 600 mấy, 700 ngàn thôi. Nó là vừa túi tiền luôn, nhẹ gọn nữa. Để là mình cưa, mình tỉa mấy cái cây cảnh rồi á, khỏi cần tỉa bằng dao hay kéo. Máy rất là mạnh luôn, sử dụng một cục pin như thế này luôn, rất là tiện lợi, nhẹ nữa. Cái máy này thì nó dài, nó còn có 1 ký mấy à. Còn nếu mà cha em muốn cưa mấy cái cây bự hơn á, mà không có sử dụng gì hết, thì sử dụng cái loại cưa pin này nè. Được. Giá cây này thì chỉ 1.2 triệu, 1.3 triệu thôi. Này đi chị bấm thử cho em coi nè. Thấy không, nó rất là mạnh luôn, nguyên một cây như thế này luôn. Có pin thì giá của nó chỉ có 1.2 triệu, 1.3 triệu, rất là tiện lợi luôn. Máy này thì cũng rất là nhẹ tay luôn, mình leo lên trên cây cao thì mình cưa cầm rất là nhẹ tay luôn. Còn nếu mà cha em không thích mấy cái dòng pin này á, muốn cưa mấy cái loại lớn hơn á, thì có của cưa rin Nhật. Cái này thì sử dụng là xăng pha nhớt nè. Cưa này thì mình cưa được nhiều hơn. Cái này nếu mà muốn cưa mấy cây lớn, mình cưa củi đâu á, mình cưa với số lượng nhiều thì mình sử dụng cái loại cưa này nè. Cái này thì mình sử dụng xăng pha nhớt rất là tiện luôn. Đây, bây giờ chị sẽ thử cho em xem nha. Thử từng loại cho em coi luôn nha. Đây, chị sẽ thử cây cưa này trước nha. Cây cưa này thì để dành cưa cảnh, cưa mấy cái cây nhỏ nhỏ. Để giờ chị thử cho em coi nha. Chị thử được, em mua về cho tí em xài coi. Đây, để chị thử cho em coi nha. Ok. Thử nè. Chị đưa em cây cưa này, em cưa thử nè. Được á chị, để em cưa thử nè. Cưa thử cái nhánh tàu dừa đó kìa. Wow, thấy ghê không? Tuyệt vời. Để em qua em cưa thử cây này là cưa nổi cây đó không ta? Đâu, để mình em cưa thử lại. Cưa thử cái nhánh thôi, coi cưa được không? Ngọt nha. Vậy là cái cây này nó cưa cái này quá dễ dàng. Em cưa thử cái này em chị ơi. Đâu, để em cưa. Cây này bữa chị cưa hết phút và giờ em cưa cho nó đứt luôn đi. Hèn chưa em thấy. Chỉ 1 triệu mấy, 2 triệu thôi, rất là rẻ luôn. Rồi, chốt luôn 2 máy thời gian nha. Bác nào cần thì liên hệ với em ngay nha.